xin chào tất cả các mọi người hôm nay mình làm clip để giới thiệu với mọi người cách rất là dễ để chúng ta có thể tự tay tạo ra những cái prompt với những cái nội dung phức tạp như thế này và tạo ra từ đó tạo ra những cái sản phẩm đẹp bằng ai như là starboard fusion hoặc là siad thì cái công cụ mình giới thiệu với các bạn ở đây là cái công cụ nằm trên siad và cái quy trình làm của chúng ta nó sẽ như sau đầu tiên nếu như các bạn có một bức hình mà nó tạo ấn tượng cho các bạn như thế này và các bạn muốn làm ra những cái sản phẩm tương tự như là cái bức hình này hoặc là như là chúng ta có cái bức hình của công trình của một uh, kiếp sư nào đó hoặc là có một người nào đó đã làm trước và chúng ta muốn là tìm cách tạo ra gần giống như vậy nhất thì chúng ta sẽ phải tạo cái prompt tức là cái mô tả cho cái phát thảo của chúng ta cách tạo bằng cái công cụ ở trên siat thì sẽ như sau bước 1 thì chúng ta sẽ vào trong cái trang siat và chúng ta sẽ vào trong cái phần generate và bước 2 chúng ta sẽ vào trong cái mục là describe là cái phần tạo mô tả của siat sau đó thì mọi người sẽ upload cái hình mọi người muốn tập mô tả lên ví dụ như ở đây mình muốn mô tả cái công trình này thì mình sẽ chọn open vào đây và bấm generate việc làm này sẽ tốn của các bạn một stamina tức là một cái điểm xét màu vàng ở đây nha sau khi các bạn bấm generate xong thì nó sẽ có đề xuất cho các bạn đó là hai mẫu mô tả một mẫu là mẫu trên như thế này và một mẫu có nội dung như thế này à, các bạn đọc một lượt xem là cái mẫu nào các bạn ưng ý nhất thì các bạn có thể chọn nó để chuyển sang bước số 2 ở đây mình thích cái mẫu số 1 nhất thì mình sẽ bôi cái này và mình chọn con chuột C bước số 2 mọi người sang một cái công cụ kế tiếp của Siart đó là Chrome Studio trong Chrome Studio thì cái giao diện của nó nó sẽ như thế này ở đây mình sẽ clear toàn bộ cái phần input đi để cho tất cả mọi thứ nó trở lại như là nguyên bản khi mọi người mới vào sau đó thì cái phần mô tả văn nãy chúng ta vừa mới làm ở bên script chúng ta sẽ pass nó vào đây chúng ta pass vào á, thì cái Prom Studio này nó sẽ thứ nhất là nó phân tách những cái Chrome những cái mô tả của chúng ta ra thành những cái cụm từ keyword riêng biệt như thế này và à, cái phần keyword đó thì nó sẽ được đưa vào phần output này. thì trong những cái keyword này mọi người muốn biên soạn nó lại một lần nữa thì mọi người có thể là bấm vào để bỏ bớt. ví dụ như đây là những cái keyword mà nó tạo ra từ đây thì chúng ta có thể bỏ bớt. ví dụ như cái F1 này mình không muốn thì mình chỉ cần bấm vào là nó sẽ bỏ đi cái phần F1 đây đi. rồi à, cái phần Ad Daily rồi Zaha, Shibao tất cả mọi thứ mình đều có để lại. ví dụ như ở đây thì cái từ ja did sử dụng quá nhiều mình có thể bỏ bớt đi một uh, từ khóa. Rồi uh, từ uh, portal này mình cũng bỏ bớt đi. Mình chỉ còn chừa lại như đây từ khóa thôi. Cái đấy ở trong cái phần thư viện uh, những cái từ khóa của C thì mọi người có thể thêm ví dụ những cái từ khóa hay tăng chất lượng ảnh. Ví dụ mọi người vào trong cái phần quality chúng ta có thể chọn thêm master để tăng thêm cái độ chi tiết, high detail, high quality super detail best quality A warning nó những cái từ khóa mà chúng ta hay dùng ví dụ như, như là HD 8K ở trên cái nhóm painting thì mọi người có thể chọn thêm những cái style nếu như mọi người muốn làm các cái phong cách này kia ví dụ ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nào là concept baroque gothic realism chẳng hạn như vậy hoặc là futurism mình có thể thử chọn cái này ở trong cái phần effect thì nó có thêm một số cái hiệu ứng về ánh sáng bằng cái từ khóa nếu như mà mọi người muốn thì mọi người cũng có thể đưa vào ví dụ như là depth of field rồi uh, film grain là hiệu ứng về về phim chẳng hạn như thế nhá. À, cái phần appearance này thì chắc là mọi người sẽ không cần nhiều tại vì nếu như chúng ta làm về kiến trúc nội thất chúng ta không cần những cái từ khóa về tạo hình nhân vật thì kết quả cuối cùng là đây là cái phần mô tả đây là những cái chúng ta thêm vào bằng cái nút kích nếu như cái nào mọi người không muốn thì mọi người lại bấm vào để loại bỏ ra và cuối cùng là chúng ta sẽ được một cái prom như thế này thì ở đây mọi người có thể có hai cái tùy chọn một là copy cái prom mới hai là mọi người để mọi người có thể đưa vào app cùng với cái phát thảo control net của mọi người còn nếu như mọi người muốn tạo nhanh thì mọi người có thể bấm generate sau khi generate thì nó sẽ đưa thẳng cái prom vào đây và việc của chúng ta là chỉ có đi chọn cái database chúng ta muốn dùng chúng ta muốn tạo ra bao nhiêu bức hình chẳng hạn như thế rồi cái size hình là bao nhiêu và những cái thông số tạo hình khác như những cái clip ở trước đó mình đã làm cho mọi người và cuối cùng là chúng ta bấm generate và chờ đợi ra kết quả kết quả của chúng ta thu được sau khi chúng ta đã có những cái prom như thế nó tạo ra được những cái sản phẩm như thế này chúng ta đó là cái trường hợp thứ nhất một cái prom cho ngoại thất ở mình sẽ làm lại một lần nữa cái quy trình với cái prom cho phần nội thất đầu tiên mình cũng vào Descript và chúng ta lại chọn cái bức hình hang động như thế này sau đó thì mình lại bấm generate để ra được cái phần mô tả cho cái bức hình mình muốn làm cho gần giống thì trong hai cái bức hình này thì mình sẽ chọn cái bức hình thứ hai cái phần mô tả thứ hai và mình ctrl c mình đưa vào trong cái chrome studio và mình sẽ thay thế cho cái nội dung ở đây và sau đó thì nó phân tách những cái này ra thành cái nội dung cho uh, chúng ta và những cái mình ta đã làm cho đó thì giữ nguyên mình chỉ còn biên soạn ở trong này thì trong này mình mình minh họa thêm một cái thao tác nữa đó là mọi người có thể thêm được những cái mô tả của mọi người mong muốn qua ví dụ như ở đây ta có những cái mô tả về có bàn có ghế ở trong một cái hàng động đại khái như vậy ờ, có suối nước nóng rồi có những cái lỗ thông này kia thì ở đây mình muốn nhấn mạnh thêm ví dụ như cái với cái mô tả này mình muốn làm cho cái uh, một cái phòng nào đó ở trong nhà ví dụ như muốn làm cho là, là một cái living room thì mình sẽ thêm cái từ khóa living room interior vào đó thì trong cái mô tả chúng ta sẽ có thêm một cái từ uh, là cái từ khóa là living room interior sau đó thì uh, mình có thể di chuyển cái này lên trên để chiếm cái quyền ưu tiên ở trong cái thứ tự của Chrome và cuối cùng là mình bấm generate. Generate với cái uh, câu lệnh này thì mình lại tiếp tục là mình chọn cái database Realistic vision và mình tất cả các thông số còn lại mình bấm giữ nguyên và mình sẽ bấm uh, generate để tạo hình nhé. Kết quả thu được sau khi mình tạo hình với cái phần Pro mới tạo là mình có được một cái quang cảnh như thế này và nếu như các bạn có thời gian thì các bạn sẽ tinh chỉnh thêm những cái thông tin ở trong cái phần Chrome để chúng ta có được những cái bức hình nó nó đúng ý hơn nữa nhưng mà về mặt cơ bản thì nó đã tái tạo được những khung cảnh theo như là cái Chrome chúng ta mong muốn và cái nội dung mình trao đổi đến đây là kết thúc cái phần tạo Chrome tự động và tinh chỉnh bồm tự động với công cụ của siat cái phần Chrome này các bạn có thể dùng ở trong siat ở trong lúc x y hay là ở trong tensor hay là các bạn đem sang thẳng sau hồi sinh các bạn cũng có thể dùng được nha À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip chia sẻ sau nếu như các bạn cảm thấy nội dung này hay và có ích thuận tiện cho công việc của bạn các bạn hãy like, comment và share để chia sẻ clip của mình để với cộng đồng rộng hơn và giúp cho nhiều người biết đến hơn nhé xin chào và hẹn gặp lại.